Xin trình bày bệnh nhân nam 74 tuổi dưới nam, địa chỉ ở Lương Tài, Bắc Ninh, vào viện ngày 14 tháng 2 năm 2011. Lý do ở viện là nôn nhiều ngày thứ hai, tiền sử có tai biến mạch não năm 2018, không có di chứng. Bệnh sử cách vào viện một ngày, bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều, dịch màu vàng xanh kèm theo đau tức thượng vị, mệt mỏi, không ăn uống được, trung đại tiện được, không sốt. Khám vào viện thì mạch 110, nhiệt độ 36, huyết áp 110 trên 70, nhịp thở 20 lần trên phút. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng gầy, BMI 16,3, da niêm mạc hồng nhạt, phổi nhẹ hai chi dưới, tim nhịp đều, phổi thông khí tốt, bụng mềm, chứng hơi, ấn đau thượng vị, không sờ thấy gan lách. Xét nghiệm thì công thức máu thì có hồng cầu 3,43, hemoglobin là 111, bạch cầu 10,8, tiểu cầu bình thường. Sinh hóa máu thì xét nghiệm thì có albumin giảm, rối loạn điện giải, CA thì tăng nhẹ, CT ở bụng thì có hình ảnh sỏi túi mật, gan nhiễm mỡ, nang gan, CT phổi thì có viêm phổi phải, giãn phế nang, phế quản hai bên, nốt mờ đơn độc thì dưới phổi phải theo dõi u. Đây là hình ảnh chụp CT phổi. Nội soi có viêm thực quản trào ngược độ B, viêm phù nề xung huyết mạnh, tá tràng và hang bị dạ dày. Nội soi đại tràng thì có viêm xung huyết toàn bộ niêm mạc đại tràng, dễ chảy máu, trĩ nội độ 32. Sinh thiết ở phần niêm mạc của tá tràng thì có viêm niêm mạc tá tràng mãn tính, teo nhẹ, không hoạt động. Chẩn đoán viêm phổi theo dõi u phổi trên bệnh nhân trào ngược độ B, viêm dạ dày, viêm niêm mạc đại trực tràng, sỏi túi mật, tai biến mạch não cũ. Xử trí kháng sinh cefovid 3 lọ một ngày, truyền dịch bù điện giải, esomeprazole 40 mg trên ngày, aminoplasma 500 mg trên ngày. Diễn biến bệnh nhân điều trị tại khoa nội tiêu hóa 5 ngày, bệnh nhân tỉnh, không sốt, suy kiệt, ăn kém, ho còn đờm, còn nôn nhiều, đau thượng âm ỉ thượng vị, phổi gian ẩm đại giác, bụng chứng hơi, trung tiện được. Đến ngày điều trị thứ 5 thì bệnh nhân xuất hiện khó thở, thở rít, SpO2 95%, mạch 102 lần trên phút, huyết áp 110 trên 70, phổi gian rít, gian ẩm nổ hai bên, xử trí corticoid 40 mg, glucosamine 20, khí dung, thở oxy 3 lít trên phút, bệnh nhân đỡ khó thở hơn. Hội chẩn chuyển khoa nội hô hấp điều trị tiếp. Đến ngày 21 tháng 2, bệnh nhân lơ mơ, suy kiệt, phù toàn thân, khó thở, vừa chuyển bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Xin ý kiến hội chẩn nhé, xử trí và chẩn đoán bệnh nhân đã hợp lý chưa, kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh ký sinh trùng. Em xin báo cáo hết ạ. Vâng, cảm ơn em. Xin mời chuyên gia chẩn đoán hình ảnh cho anh cho ý kiến trước. Em thưa kính thưa thầy chủ tịch hội đồng, kính thưa các quý đồng nghiệp, trên cái phim cắt lớp vi tính ngực ấy thì thấy cái tổn thương không tương ứng với cả cái diễn biến lâm sàng. Tổn thương ngực ở đây chủ yếu là một chút tổn thương kính mờ thủy trên và những cái tổn thương nốt nhỏ kẽ, dày kẽ và một cái tổn thương nốt ở thủy dưới phổi. Thầy ở đây em chỉ đọc theo cái triệu chứng thôi, còn đâu không diễn giải đến là tổn thương viêm hay là tổn thương nhồi máu, tại vì cái lâm sàng này nó nặng, nó nhanh. Thì chủ yếu tổn thương ở đây là tổn thương kính mờ, tổn thương nốt và phổi ở phải. Vâng, xin mời chuyên gia tiêu hóa bác sĩ Tiến. Vâng, kính thưa thầy Bình, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Thì bệnh nhân này, bệnh nhân nam 74 tuổi vào viện với cái nôn này nôn ngày thứ hai. Nếu mà nôn ngày thứ hai là nôn cấp tính. Và những trường hợp mà các bạn như nội soi chẩn đoán viêm thực quản trào ngược độ B, thường ở những trường hợp mà hay viêm thực quản trào ngược độ B hay bệnh nhân mà có bệnh lý dạ dày ấy, thường những biểu hiện là môn mãn tính, ít khi nôn cấp tính. Mà trên bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch não thì các bạn phải loại trừ xem các bệnh lý não nên vấn đề gì không. Thứ hai là trên cận lâm sàng bạn nhìn thấy xét nghiệm cái làm đo mạch thì mạch nhanh 110 thì các bạn đã làm gì điện tim hay cái này không, hay có loại trừ bệnh lý gì về tim, ví dụ nhồi máu cơ tim gì hay không. Trên này tôi không thấy. Thứ ba nữa là về chẩn đoán trên cận lâm sàng tôi thấy men gan tăng này, AST, ALT đều tăng, bin toàn phần cũng tăng, cùng vàng da cũng tăng men gan, bạch cầu tăng,
chụp CT bụng thì sỏi túi mật, tôi không rõ kích thước sỏi túi mật của bạn là bao nhiêu. Nếu mà bệnh nhân diễn biến thì bệnh nhân liệu có phải tắc mật hay không? Nếu tắc mật nó có thể diễn biến là liên quan đến nhiễm trùng đường mật hay không? Và nếu mà bệnh nhân mà vừa viêm phổi vừa nhiễm trùng đường mật, và trên bệnh nhân già lớn tuổi mà suy kiệt 7 có 10 BMI có 16 thì cái việc mà tiên lượng bệnh nhân nặng là rất lớn, và cái việc mà điều trị kháng sinh chỉ một mình cái kháng sinh CFOVD là không đủ. Thứ hai nữa là các bạn trên cái câu hỏi bạn đề xuất là chẩn đoán bệnh nhiễm ký sinh trùng, tôi không hiểu là các bạn đặt ra vấn đề nhiễm ký sinh trùng ở vị trí nào, vì các bạn có soi cả dạ dày cả tá tràng cả sinh thiết thì cũng không thấy hình ảnh giun hay không thấy hình ảnh ký sinh trùng giun tròn ở các vị trí tá tràng. Thường những trường hợp mà các bạn nghĩ giun lươn hay là các vấn đề nhiễm ký sinh trùng ở những bệnh nhân mà suy kiệt hoặc những bệnh nhân dùng corticoid hoặc suy giảm miễn dịch hoặc HIV, còn những bệnh nhân như này thì ít, thì không phải là đối tượng, mà hơn nữa các bạn đã sinh thiết để loại trừ rồi. Nữa là trong vấn đề về chẩn đoán viêm phổi, chỗ bác sĩ hô hấp sẽ bàn thêm, nhưng mà tôi cũng chẳng thấy các bạn làm khí máu gì cả. Thì liệu bệnh nhân này có phải là suy hô hấp thì các bạn trước đấy đã đánh giá hay chưa? Thì để tình trạng mà đến khi mà suy hô hấp nặng lên như thế này thì điều trị các thứ thì nó cũng quá muộn rồi. Đấy, xin hết. Cảm ơn bác sĩ Tiến. Tóm lại chúng ta phải bám vào cái chẩn đoán nôn. Tại sao bệnh nhân nôn? Đấy, chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân đó. Các lý do tại chỗ, đúng nào, từ các cái phản ứng viêm đến các cái tắc ruột đến các cái nhiễm trùng đường mật đấy, đến các cái liên quan đến cái gì, ví dụ tôi hỏi bệnh nhân này đi ngoài thế nào, có táo bón không? Bệnh nhân này đi ngoài phân nát 2 lần một ngày ạ. Có đi hay không? Có đi ạ. Vâng, các bạn phải kiểm soát nhé, vì thường những người tai biến mạch não già nằm một chỗ, rất nhiều người tại bệnh viện Bạch Mai là mang đến đây chúng tôi chẩn đoán tắc ruột và mổ ra là một đống phân ở trong bụng ấy. Phải để ý những cái đấy. Cái thứ hai liên quan các cái nhiễm trùng đường mật bệnh nhân này thế nào, có hay không, với các bin tăng rồi. Trong các trường hợp mà những người mà lớn tuổi suy kiệt, nhiều khi nhiệt độ người ta không cao đâu, người ta đi vào sốc ấy, cho nên chúng ta phải xem là có những cái là ví dụ bin cao mà nhiễm siêu âm hay là chụp cắt lớp mình nhìn thấy là chuyện đường mật nó có chuyện gì giãn không. Thứ hai, ngã ba tá tràng mật nó có chuyện gì không, các cái khối u rồi từ vùng bóng van te, vùng góc tá tụy, nhiều thứ lắm các bạn ơi, nhiều thứ lắm. Chúng ta mới soi một chút ở trên dạ dày để xuống thôi, chứ còn chúng ta có soi được xuống đấy đâu. Nhớ, chúng ta phải làm nhiều thứ. Chúng ta cứ băn khoăn tại sao bệnh nhân nôn, tìm các cái chẩn đoán từ các nguyên nhân tắc ruột để các nguyên nhân xoắn ruột để các bệnh nhân viêm phúc mạc này, các bệnh nhân nhiễm trùng đường mật để chúng ta cứ loại trừ các bệnh nhân viêm tụy này, vân vân. Tất cả những cái thứ đấy chúng ta bắt đầu mới đi loại trừ các nhiễm trùng trong ổ bụng này. Chúng ta cuối cùng là nghĩ đến cái chuyện gì ở trong đầu này, nó làm cái tăng áp lực nội sọ bệnh nhân nôn này. Đấy, chứ còn bây giờ hiện nay nó có cả tổn thương cả bụng mà cả phổi này, có khi nó nhiễm trùng huyết rồi. Rất nhiều thứ chúng ta cần phải quan tâm. Còn nếu chúng ta cứ mang ra mà soi trên soi dưới, thực ra soi chúng ta chỉ vào đến dạ dày thôi. Soi ở dưới cũng được một đoạn, chứ còn nhiều thứ ở đoạn giữa chúng ta có soi được đâu. Chúng ta phải căn cứ vào nhiều thứ trên lâm sàng, tiền sử, bệnh sử, các xét nghiệm định hướng chẩn đoán. Còn chúng ta không dựa vào các cái triệu chứng để mà chẩn đoán bệnh, mà chúng ta đã không có chẩn đoán bệnh thì chúng ta không có điều trị. Điều trị chúng ta hoàn toàn mò, nếu như chúng ta không có cái định hướng, chúng ta cố gắng đưa ra các cái triệu chứng nhận định để chúng ta đưa ra các cái định hướng về chẩn đoán. Kể cả các chẩn đoán chúng ta có thể đúng hoặc có thể chúng ta không đúng, nhưng mà chúng ta cố gắng có một cái định hướng. Xin mời cô Hồng, chuyên gia hô hấp. Đấy, em toàn quên. Kính thưa thầy Bình và kính thưa các quý bác sĩ, ở trên bệnh nhân này đúng như là thầy giáo sư Bình đã nói, thì tôi cũng thấy là bệnh nhân này vào là vì cái biểu hiện của nôn, thì có rối loạn điện giải, thì chúng ta cũng không biết được là nôn ở đây là gây ra cái rối loạn điện giải hay là vì rối loạn điện giải giảm natri phù não mà bệnh nhân nôn. Tuy nhiên là trên cái phim X quang phổi, mặc dù là bác sĩ Tuấn đã đọc rồi, nhưng mà tôi cũng thấy những cái tổn thương này cũng chưa loại trừ liệu có lao hay không, và những cái triệu chứng về nôn và sau đó là lơ mơ thì có phải lao màng não, lao toàn thể hay không, bởi vì các bạn đưa các cái thông tin cũng khá là nghèo nàn. Gầy sút cân bao nhiêu, gầy sút cân bao nhiêu cân trong vòng bao nhiêu lâu, rồi bệnh nhân này trong cái quá trình có sau 5 ngày thì bệnh nhân khó thở, thở rít, thì liệu có cái bệnh phổi mãn tính trước đấy hay không, tiền sử hút thuốc như thế nào. Đây là một bệnh nhân nam 74 tuổi, cũng không thấy có khai thác. Và vì chẩn đoán là viêm phổi, như tôi thấy có duy nhất một cái xét nghiệm công thức máu bạch cầu 10.800
Tôi không biết là làm lúc ngày vào viện hay là vì bệnh nhân cũng đã nằm và có điều trị thuốc như thế rồi thì không biết là ngày nào. Thì trên cái bệnh nhân này thì cũng chỉ có thể gợi ý thôi vì chắc là bệnh nhân cũng chuyển lên Bạch Mai rồi. Tôi cũng không biết là lên khoa tôi là đi vào khoa nào, khoa truyền nhiễm hay là gì thì tôi không cũng nắm được. Nhưng với cái tổn thương phổi này mà lại ở trên đỉnh phổi là chính, còn ở phía dưới đáy phổi chỉ có một cái nốt thôi thì cũng cần phải chẩn đoán xem có lao hay không. Rồi biểu hiện của bệnh nhân lơ mơ, nôn nhiều thì đấy, các bạn khám không biết hội chứng màng não thế nào. Tôi trước mắt là cũng mới nói được như vậy. Còn cái quá trình bệnh nhân nôn như vậy thì liệu có hít phải mà rồi gây ra viêm phổi do hít nữa, đặt nhiều giả thiết lắm. Em xin phép thầy Bình, em chỉ có được một vài ý kiến như thế, còn không kết luận hơn được. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồng. Chúng tôi cũng đồng ý với này bác sĩ Hồng, tức là các cái thông tin chúng ta quá ít cho nên chúng ta khó có thể nhận đưa ra một cái chẩn đoán gì cả. Chắc chắn đây chúng ta đều là giả thiết cả. Thế lần sau tôi nghĩ các bạn cố gắng đặt ra các cái định hướng chẩn đoán, làm chúng ta phải đi đến cùng, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta phải có cái chẩn đoán thì chúng ta mới đến điều trị. Còn chúng ta đừng nhìn thấy một cái xét nghiệm hay đừng nhìn thấy một cái triệu chứng, chúng ta cứ điều trị triệu chứng, điều trị theo cái xét nghiệm chúng ta chẳng rõ là cái bệnh gì. Đấy, rõ không ạ? Cho nên là trong buổi hội chẩn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thống nhất với các chuyên gia tiêu hóa và hô hấp chẩn đoán hình ảnh thì bệnh gì cho đến bây giờ đó, thật là chúng tôi cũng đang, nếu cái thông tin này chúng tôi cũng chịu, chỉ biết là đang nghi can nó có cái chuyện gì đấy mà nó gây ra nôn kèm theo có tăng bilirubin trên một người lớn tuổi nằm một chỗ, rất nhiều thứ chúng ta cần phải quan tâm, phải đi tìm. Và còn chưa thể trả lời các bạn là cái này là cái gì được. Còn các bệnh ký sinh trùng thì chúng tôi cũng chưa nghĩ đến. Nếu mà có nghĩ đến thì các bạn lấy các dịch nội soi dày, nội soi đại tràng các bạn mang ra làm xét nghiệm. Trong các trường hợp mà nếu chúng ta nghi ngờ mà lâu cái gì rồi, chúng ta làm các một số các cái xét nghiệm máu để định lượng các kháng thể. Chứ còn hiện nay thì cũng chẳng có cái bằng chứng gì nghĩ ký sinh trùng cả. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn còn hỏi gì không ạ? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay chúng ta có tận 8 cái bệnh án, cũng xin lỗi các bạn cũng hơi lâu, nhưng mà thôi thì đấy cũng là một cái tốt vì rất nhiều cái mà chúng ta có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta xin hẹn các bạn trong thứ 5 tuần tới. Xin cảm ơn.